Ok, chúng ta thấy những chú cừu. You whisper good morning. Trên đường ra sân bay Heathrow này. Đó là gently in my ear. Đây có nhiều cảnh đẹp. Con đường rất độc đáo. Coming back to you, baby. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chú cừu. Hỏi cà phê ấy. Ôi trời ơi, đâu có cần ra đâu, đâu cần em được ra kia. Thấy luôn rồi. May quá. Dạ đẹp. Welcome to London. Này là anh chị đến London lần đầu đúng không? Quá vui lần đầu. Lần đầu đúng không? Đây là lần đầu tiên đến London đúng không? Lần đầu tiên đến London đúng không? Xin mời đúng không? Xin mời, xin mời. Có được. Rồi, chúng mình lên đường nha. Đẹp nhà đường. Đây sân golf này, chị là sân golf này Nguyên. Ấy giờ này ra sân golf sướng á. Nắng xong bắt đầu. Được rồi kia. Lại gì á? Chị yên tâm ngày nào em cũng đưa chị đi được. Cho nó cái không phải cái khí hậu này. Khí hậu. Vâng. Mình đi rất là khỏe người á. Kia bên kia bao nhiêu con trắng ở bên kia đây. Trời ơi. Ui giời quá trời luôn. Tại farm ở đây là nó để nuôi. Kìa. Quá nhiều luôn kìa. Trời ơi. Kiểu mới nhìn như là đầu trắng ở nãy. Kiếm được cái nhà ở đây xong rồi.